Chị ơi, cái trang phục này đây là có phải bà không chị? Đây này, đây này. Đây là trang phục của người Lolo. Đây là bà ngày xưa đúng không ạ? Đấy, đây là bà ngày xưa nhá. Thì là trên cổ còn có cả vòng đây đúng không? Đây có cả vòng này ạ. Đấy, thì là tất cả cái phần trang sức này thì nếu mà tính ra tiền thì khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Khoảng bao nhiêu? Bây giờ mùa dài thì là 7 triệu. Cái phần trang sức này. Còn nếu cái bộ quần áo này thì phải bao nhiêu tiền ạ? Bộ quần áo, cả cái bộ quần áo này. Cả bộ này là 10 triệu. Bao nhiêu ạ? Cả bộ này không tính cái này là 10 triệu. À đấy mọi người nhá, cái trang phục của người Lolo này, riêng cái phần trang phục quần này, áo này, rồi có cả mũ đúng không ạ? Đấy mũ này là đấy thì là 10 triệu. Còn đâu cái phần trang sức này là riêng là 7 triệu. Đấy thì là cái bộ trang sức của người Lolo này người ta thêu bằng tay thôi, làm bằng tay thủ công rồi. Nên làm rất lâu, 1 năm thì mới được, 1 năm chắc mới được một bộ chị nhỉ? Biết là thì 1 năm là được, biết là thì 2 năm. Ừ. Chị là vợ anh sinh ai đấy ạ? À? Không phải đâu. À đấy. Tí này nhầm luôn. Đây là nhỉ. Cái trang sức này thì cái này với cái này thì không giống nhau đúng không? Cái này có khác không ạ? Đây là ngày xưa. À cái này là từ của ngày xưa đúng không ạ? Đây còn cái này là mới đúng không? Cái này thì bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu? Hơn 100 nghìn. Đây có chuông này, đây đi lúc lắc rất là đẹp luôn đấy mọi người nhá. Còn cái vòng này là em đây, cái vòng này này, cái vòng đấy là ai cũng có đúng không? Vâng. Người phụ nữ nào cũng có đúng không? Ai cũng đấy. Có. Đấy. Ở trên đầu này đây là các cái cúc đúng không? Vâng. Đấy, cúc mũ. Đây rất đẹp mọi người nhá, đây này. Đấy. Đây là trang phục truyền thống của người phụ nữ Lolo nha mọi người nhá. Đấy. Đẹp luôn đấy, trang. Đấy, rất là sặc sỡ. Chị ơi, thế là cái trang sức của người phụ nữ Lolo mình ấy thì là giống nhau hết nhỉ? Giống nhau. Cái này cứ thiếu thôi. Nhưng mà ý là người trang phục của người có chồng với người chưa có chồng khác nhau đúng không? Cứ một phụ nữ là có một cái này. Còn đây là bên này là trang phục của người hơ mông, mông trắng. Chị ơi. Chị ơi, chị là người hơ mông trắng à? Vâng. Hơ mông trắng. Đây là trang phục của người hơ mông trắng mọi người nhá. Đây. Đây cái. Nhưng mà cái em thấy cái phần vòng đằng trước này nhỉ? Cái phần trang sức đằng trước này nó cầu kỳ hơn của mấy chị người Lolo đúng không? Vâng. Cái này làm thủ công gì nhỉ? Vâng. Đẹp quá. Đây một cái vòng như này khoảng bây giờ khoảng bao nhiêu tiền ạ? Bây giờ 250. Hả? 250. 250 là cái vòng nhá. Vâng. Nhưng mà tất cả cái này cơ mà. Tất cả cái này. Tất cả cái này ấy. Cái này là hơ triệu. Đấy đúng rồi. Đây là trang phục của người Lolo với trang phục của người hơ mông khác nhau nhá. Đây, mũ của người Lolo này, đây, còn khăn quấn đầu của người mông khác nhau đây. Trang phục truyền thống của người hơ mông nha mọi người nhá. Rồi ok các bạn. À những người là người già thì là mặc màu đỏ đúng không? Còn người trẻ là mặc màu vàng đây ạ. À? Đây, trang phục của người trẻ nhá, màu vàng. Đây, chị này chắc diễn viên thôi, xinh gái lắm. Đây. Đây, người trẻ thì mặc màu vàng vàng này. Đây, còn màu đỏ đỏ này cho những người lớn tuổi nha mọi người nhá. Rất là nhiều luôn. Còn đằng kia là trang phục của người con trai Lolo. Nhiều quá. Còn trang phục của người con trai hơ mông đây. Còn trang phục truyền thống của người Lolo con trai đây nhá mọi người nhá. Trung tâm văn hóa thông tin và du lịch đã ủng hộ 500. Thưa quý vị đại biểu khách quý, bà con nhân dân cũng như du khách thập phương, hiện tại tại khu vực nhà văn hóa Lolo
4 con trai đã đủ 10 chặng. Ôi, xinh gái thế, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 13. 13 tuổi à? Nhà em ở trong bản người Lô Lô này luôn à? Em ơi xinh thế. Xinh gái. À đâu mẹ đâu? À mẹ. À đây à. Ôi hai đứa, hai gái. Chị ơi, chị gái ơi. Chị ơi, chị sao chị có hai người con gái xinh thế? Đây. Chị còn xinh nữa nè. Mà vì chị nước của núi rồng đấy nè. À núi rồng à? Xinh cả đây là mà mẹ nhá, đây có hai người con gái xinh quá, đây một con gái. Em gái ơi, trời ơi xinh gái thế. Đây hai con gái đứng đây tí. Đây hai con gái này. Ôi đây hai con gái nhá, hai con gái của mẹ này. Ôi trời ơi cô có con gái xinh thế. Em này là 13 tuổi đúng không? Em bé này là 13. Còn em này bao nhiêu tuổi ạ? 23 tuổi. Trời ơi bé xinh nhỉ. Này trang phục là truyền thống của người Lô Lô mọi người nhá. Nhưng mà cái mũ này với hai cái mũ này không giống nhau nhỉ? À thế ạ, đây nha mọi người nha, trong đây là mẹ của người luôn, mẹ này, đây hai con gái nha, đây hai con gái, hai con gái, bạn này 13 tuổi, bạn này 23 tuổi, cô đây mà cô, còn chị nữa, gọi mẹ đi, con chào mẹ, em bao tuổi rồi bé, 13, em mẹ, tuổi em mẹ xinh nhỉ, thế còn bạn này bao nhiêu, 23, đây là người Lô Lô là người dân tộc gì em, Lô Lô, có mấy loại, Lô Lô đỏ, Lô Lô đen, đúng không, đây là Lô Lô đen, anh Hải của mình đang phỏng vấn. Em có người yêu chưa? Đấy hỏi cho con thương xem nha. Còn em có đi học gì chưa? Đây có Facebook không? Em nói đi làm rồi. À đi làm rồi. Em nói đây phát mai có người yêu luôn. À, đây ôi trời ơi. Đấy đây nhá, toàn là cô gái sơn nữ, rất là sơn nữ của người Lô Lô luôn. Xinh quá. Em gái kia có 13 tuổi thôi, em gái 13. Em út là 13 tuổi, còn đâu em tứ lớn là 23 tuổi. Mẹ em 13 tuổi, em xinh đấy. Xinh à? Lớn lên là em xinh lắm ấy. Vâng ạ, với nhiều người này thì chúng tôi chẳng đúng với tất cả đồng bào bà con nhân dân ạ. Chúng ta những ai biết nhảy nhảy này thì sẽ vào cùng nhảy với anh là buổi sáng hôm nay. Hai cháu
sau đi nhá. Nổ luôn đốt, điện nổ luôn đốt. Sợ nghe như pháo. Thank you.